chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. À sế khá nằm chát tu chát ta lý xà sế khá nằm úp đi sế ba nhá chấp ba nhá xà vát sế xá nằm chát tu bàn nhá xà sầm ba vá ê chậm ít tha phúc gá lá phế đủ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận gần các bậc vô học a la hán 44 trở lên hữu học 56, ngoài ra còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ con xin đọc xong rồi, con xin xuống mít, xin cảm ơn. Nói gì? Kính chào thầy, xin chào các lớp. Quá trời xin đọc bài. Người bức ra lá phê đồ phân hạng chúng sanh. Chú ha chú ca ná má hê chú ca nành chá quá nếp thá rí già chá quá nà ní chê quá ấp quá nà chá quá nà ní chá ná lan phần tí tát hà nhà ná sambayut tá quý bà cà ni chá su gá ti dần đức gá ti dần bá ná nhà ná quý bá yut tà ni chá má hà quý bà cà ni chá lấp phàng tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, tâm thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Tâm ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hê tu kê su chắc khi na sa hoa năng cú sa la cú sa la chá quá na ní chá ná lấp hàn tì tí tất hà xê tát bút thúc chá na năng ri gia chá quá nà ní tích thí chá tá sàm bà yút tá quý chí kích chà chá quá nà ní chà xê khà năng á nà gà mí búp gà là năng bá ná bá tí khá chá quá nà ní chá ná lắp hàn tí lô khút tá rá chá quá nà ní chá giá hà sá chá mi già ná mê quá xá mức bách tràn đi tế. Với những bậc vô hán a la hán trong những gì mà thế sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những động tốc di tết không phát sanh đến hạng phàm nhân bú thúc chớ ná và hạng hữu học xê pháp, những chập chá quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sinh đến các vị xê khác. Đối với vị a na hàm không thể có chá quá nát liên hợp với sanh, nhưng các chá quá nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ kiến ngộ. A xê kha năng chá tú chấp ta li xê xá xê kha năng sa xê kha ná mút đi xê cha bàn nhà sa quá xê sa năng chất tú bàn nhà sa sàm phá hòa á giá mát thá bút giá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận gần các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Xin hết.
Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con cảm ơn mọi người đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Người Bút Cá Lá Về Đồ Phân Hạng Chúng Sanh. Đu Hề Tú Cà Nam Má Hề Tú Cà Nành Chá Bá Nét Thác Rí Già Chá Quá Nà Ní Chê Áp Bá Nà Chá Quá Nà Ní Chá Na Lắp Phần Tí Tá Thà Nhà Na Sầm Bá Dút Tá Quý Bà Cà Ní Xu Gá Tí Dần Đúc Gá Tí Dần Bá Na Nhà Na Quýp Bá Dút Tà Ni cha ma ha quý bà ca ni na lap phan tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chặt duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm hợp trí cũng không có. Tí hệ tu kề su cha khi nà sa hòa nàng cú sa là cú sa la cha hòa cha hòa nà ni cha na la phàn tì tí ta thà sề khá bút thút cha nà nàng kri dạ cha hòa nà ni đi thi gắt ta sầm ba yut ta vi chi kích trà cha hòa nà ni cha sề hà nàng a nà gà mi bút gà là nàng ba na bắc Tí khát cha quá nà ni cha na lắp ảnh tí Lô cút ta ra cha quá nà ni cha dạ Lô cút ta ra cha quá nà ni cha giá thà Sát cầm ma ri dạ nàng ề Qua sa mút bát tràn tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bút thút trả ná và hạng học xê khát những chập trả quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát đối với vị anaham không thể có trả quá nát liên hợp với sân nhưng các trả quá nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A xê khà năng chá tú chách tà lì xá xê khà nam mút đi xê chá bành nhà xà quá xê xà năng chá tú bành nhà xá xàm phá hòa A dầm ách tháp bút gá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ thưa con đọc, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Rất là hoan hỷ. Đây có thấy Thăm Má Lành Đá, sao thấy Lành Đọc nè, Thăm Má Lành Đá với lại gì nữa này, Tịnh Như, Tịnh Nhu, Tịnh Nhu cũng thấy lên, Giang Nhật Hạ nữa, Giang Nhất Hạ, cố gắng hoan hỷ lên đọc nha, cho rơm được nhiều phước báo. Rồi, alo, quý vị nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, ok ha. Rồi, kính thưa quý vị, trước là chúng ta học tới người tam nhân, người phàm tam nhân. Học tới phần gì? Ta trong đời sống bình dân ha, của người phàm tam nhân. Đúng chưa? Rồi. Về sống bình nhật ha. Tức là lần trước là mình học về những loại tâm của người phàm tam nhân rồi tâm tục sinh vân 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 ha. Mình có học hết theo đầy đủ ha. Bây giờ tới trong cái đời sống bình nhật của người phàm tam nhân thì chúng tôi thấy rằng trong cái đời sống mà hàng ngày của chẳng hạn như mình thì tam nhân ha, thì cũng vậy. Trong đời sống bình nhật
ngày sống, ngủ, thức dậy, đi làm, vân vân, thì chúng ta sẽ có những thể loại như thế nào. Rồi tính người, cõi có ba, tính theo người, cõi có ba, hai chấm. Một, người cõi dục giới. Người cõi dục giới tức là những chúng sanh đang sống cõi dục giới, tức là người thuộc về cõi dục giới và tam nhân. Thì giờ tâm hai chấm, tâm hai chấm. Thì có 45 tâm, ta cho mình biết là có 45 tâm. Có 45 tâm, là người khỏi dục giới nha. Nhớ kỹ nha, người khỏi dục giới, tâm có 45 tâm. Thì bây giờ 12 tâm bất thiện có không? 12 tâm bất thiện có không có gì? Có, xà thú, xà thú. Người phàm tâm nhân nha, thì người 12 tâm bất thiện đầy đủ. 18 tâm vô nhân có đủ không? Alo, 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân có không? Một người có. Hai nữa. Chánh tâm 17. 8 trừ 1. Xà thú, xà thú. Vậy là Kim Dung sai rồi nha. Chánh tâm trúng là trong triệu trúng luôn. Thì là 18 trừ 1. Tức là trừ gì? Trừ ưng cúng vi tiếu ra. Ưng cúng vi tiếu là không phải là của người phàm tâm nhân em. Trừ ưng cúng vi tiếu ra. Thì mình còn là 17 tâm vô nhân. Đúng không? Mình còn 17. Chính xác. Rồi, tám thiện dục giới tịnh hảo có không? Alo, tám thiện dục giới tịnh hảo. Người tâm nhân sao có? Người tâm nhân ta đang nói phàm tâm nhân mà sao có cái ưng cúng vi tiếu lại? Kim Dung lộn với nó rồi. Đang nói phàm tâm nhân ha. Rồi, tám tâm thiện dục giới tịnh hảo có không quý vị ơi? Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo có không? Có đủ không? Có đủ không? Có đủ không? Có đủ không? Alo. Đủ, không phải xà đâu, xà đâu. Chắc chắn nha, chắc cứu, bởi học pháp, vì pháp. Rồi, trả lời chắc cứu. Chứ không lưng hưng được. Chúng ta học vì pháp mình được có cái lợi điểm gì đó. Mình nói gì là phải chính xác, đúng, chính xác. Mình không có kiểu mà lập lửng con tàu đi ha, không có kiểu mà lừng khừng ha, hoặc là không có kiểu ngụy biện. Hay là đúng đúng là sai sai, chứ mình không có ngụy biện lý do này, lý do kia. Mình không có ngụy biện thì học thời gian mình sẽ có được cái đức tánh đó. Tức là mình sai là mình phải biết, mình chấp nhận mình sai. Nhưng mình đúng là mình chấp nhận đúng, đó là cái đức tánh rất là cao quý mà rất khó làm được đó. Bởi vì khi mà mình sai cái hay nói mình sai, mình người thường mình đụng tới là mệt lắm. Mình sai là mình làm cái gì đó không đúng thì bị nói là rất là bực bội. Nhưng mà khi mình học quy pháp xong rồi mình mới thấy rồi mình sai là mình phải công nhận mình sai, chứ nói không có lý luận làm bậy là bậy, không có lý luận ha. Đó là cái vấn đề mà cái đức rất là cao quý cho đó. Rồi bây giờ tám tâm quả dục giới tịnh hảo có không? Tám tâm quả dục giới tịnh hảo trong đời sống bình nhật có không? Alo. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo trong tiểu là bốn quả hợp trí. Bốn hợp trí. Hai nữa. Chánh tâm sao rồi? Chánh tâm sao rồi? Câu Nguyễn sao rồi? Thâm Má Nanh Đá sao rồi? Giang Nhất Hạ sao rồi? Lười sao rồi? Tuấn Bánh Tre, Tịnh Nhu kêu gọi từ tên Tâm Hành, Tâm Hạnh, Tâm Hạnh. Hồng Nhung thì bốn hợp trí. Chánh tâm bốn ly trí.
Nhớ nha, đây trong đời sống bình nhật nha, đời sống bình nhật nhớ để ý cái nha, trong đời sống bình nhật là đời sống bình thường, sẽ ăn sống bình thường đó. Thì tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo phải có đủ chứ làm sao không có được, có làm việc mót, làm việc na cảnh có đủ hết luôn chứ, đời sống bình nhật mà, đúng chưa? Đồng ý không? Thống nhất không? Thống nhất đồng ý ghi xuống rồi. Thống nhất ghi xuống 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo luôn. Thì như vậy là 12, 17, 8, 8 là nhiêu, là đúng 45 không? Nhưng mà giờ trường hợp mà thiện sắc giới có không? Thiện sắc giới có không? Alo. Tính tâm không, tham dung có. Không, có. Thật sự là có hay không? Là không, hai cũng không, không. Có tham dung có, tham dung trúng á, tham dung mình lớp trúng á. Chứ không phải cái gì trúng đâu. Nếu mà tu thiền, tu đắc thiền thì vẫn có chứ. Nếu mà đắc thiền thì nó có, thì cái đó mình phải thêm vô. Nếu mà đắc thì mà giờ triều đắc sơ thiền đi, hoặc là chánh tâm đắc nhị thiền đi, thì có chứ sao không có được, sao vậy, sao mình đắc rồi mình có chứ. À, thì như vậy, nhưng mà giờ mình không tính vô, mình không ghi vô thôi, nhưng mà mình ghi thêm thôi, tức là giờ tâm có 45, 12 bất thiện, 17 vô nhân, triều ghi ra được 12 bất thiện, 17 vô nhân, 8 thiện nghiệp giới tình hảo, 8 tâm quả thiện nghiệp giới tình hảo, 7 nếu mà đắc thiền cộng thêm, nếu đắc thiền thì cộng thêm vô, đó là 45 ha, nhưng mà mình ghi thêm câu là nếu đắc thiền thì cộng thêm vô, chưa rồi, chưa xong chưa rồi. Tâm sở thì sao? Tâm sở cũng có đầy đủ ha, tâm sở thì có 52 tâm sở, không thiếu tâm sở nào mà ghi đầy đủ nói chung. Rồi tâm sở thì đầy đủ ha. Rồi bây giờ triều ghi tổng kết lại cho các bạn ghi vô. Được chưa? Điều ghi xong chưa? Rồi, tới số 2. Người cõi sắc giới hữu tưởng. Người cõi sắc giới hữu tưởng. Tức là người ở trên cõi sắc giới ha. Tùy á, đắc cái nào tính cái đó, đắc cái nào tính cái đó thôi, chứ đâu lấy lượng 5 cái được. Đắc cái nào tính cái đó. Rồi số 2, người cõi sắc giới hữu tưởng, tức là cõi sắc giới hữu tưởng nha. Người cõi sắc giới hữu tưởng, 2 chấm, trong đời sống bình nhật đó. Người cõi sắc giới hữu tưởng. Số 2. Rồi, sử dụng tâm, tâm, hai chấm, ta cho mình biết là có 30 tâm. Cho mình biết trong chính văn là cho mình biết là có 30 tâm, người có sắc giới hữu tưởng. Rồi, bây giờ tính ra nha, bây giờ tính thử coi, người sắc giới hữu tưởng có những tâm nào đây? 12 bất thiện có không? Alo. 12 bất thiện có không? Mười hai bất thiện
sân ấy, ấy hồng kim nhung thì 10 trường sân, Mr. Bay là có mà không biết có nhiều, Đông Kiều có 10. Ai nữa? Châu Nguyễn có nhiều đây? Chánh Tâm 10 trường sân. Rồi chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Có 10 trừ 2 năm sân chắc chưa? Cái gì có chắc chưa? Chắc chắn không? Alo. Chánh Tâm chắc. Đông Triều chắc không? Tuấn Đắc chắc không? Kim Dung chắc không? Chắc luôn rồi hả? 10 trừ sân chắc luôn. Rồi, chắc luôn ghi suy xuống. Chắc luôn ghi xuống đều ghi vô. 10 bất tâm bất thiện trừ 2 năm sân. Tiền từ hai năm sân rồi ngủ xong thức có không? Alo, ngủ xong thức có không? Hồng Nhung, nhãn nhĩ thôi. À, quý vị sao? Chánh Tâm sao? Đông Triều Tấn vân vân. À, đúng không? Hồng Nhung nói vậy có đúng không quý vị? Im ru rồi. suy nghĩ chút, suy nghĩ động não chút xíu, nhớ bài lại, học nhiều quá rối, học nhiều quá tâm rối rắm. Nhãn, nhãn nhĩ gì? Nhãn nhĩ thân nè, chỉ có nhãn nhĩ thôi. Rồi giờ là hai người nói là nhãn nhĩ, là Chánh Tâm nó có ba, nhãn nhĩ thân, Chánh Tâm có thân thức luôn. Rồi bây giờ cái nào đúng quý vị, xác định cái nào đúng đây, có bao nhiêu đủ xong thức, có bao nhiêu xác định lại cái nữa này, confirm lại cái này. Tỷ thiệt thân không có sắc thần kinh, đúng vậy quý vị, chắc chắn nhau không, ai nói chắc chắn cho biết coi, có chắc chắn là chỉ có tâm nhãn nhãn như vậy không, không chắc chắn không, có lẽ chắc chắn không thì cho biết đi, trong điều sao có chắc không, Chánh Tâm sao có chắc là vậy, tất cả quý vị sao chắc không, chắc không, Hồng Nhung cười là chưa chắc, chưa các học mà còn chưa chắc mà còn hơi rung. Còn hơi rung rồi, chắc chắn là như vậy, là chỉ có tâm nhãn thức với nhĩ thức thôi, tức là hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, ghi vô hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức. Hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức. Rồi ha. Rồi hai tâm tiếp thâu có không? Hai tâm tiếp thâu có không? Có luôn, có luôn. Xà thủ rồi, ghi vô hai tiếp thâu vô. Ba quan sát có không? Alo. Ba quan sát có không? Có luôn, ghi ba quan sát cho luôn. Rồi rồi hai tâm hướng môn có không, kháng ngũ môn, kháng ý môn có không? Có luôn, xà thú quá. À, Tuấn giỏi quá trời, có luôn. Rồi hai tâm kháng ngũ môn, ý môn có luôn ha. Rồi ưng cúng vi tiếu có không,
ưng cúng vi tiếu có không? Không. Hết sảy lô đúng rồi, không có ưng cúng vi tiếu xà thử, xà thử trừ ưng cúng vi tiếu ra, rồi ghi vô tiếp không, không có đâu. Rồi tám tâm đại thiện có không? Tám tâm đại thiện có không? Có luôn, xà thử, xà thử. Tám tâm đại quả thiện có không? Tám tâm đại quả thiện có không? Có vụ hành xui trời. Này tôi có hành xui hên là chúng không hên thôi không hành xui. Tám tâm quả đại thiện có không? Có bốn là chắc tâm quả là sao, có gọi dục gọi sắc giới đứng chặt rồi nha. Tám tâm quả là không có gọi sắc giới hữu tưởng nha, tâm quả đâu trên đó rồi là không có tâm quả, không ghi vô ha. Tục sinh sao tâm quả là đại thiện được, xin tâm quả sắc giới chính tâm lộn nó rồi. Rồi đó là nhiều rồi. Rồi còn một cái giờ nói tới tâm quả sắc giới nè, có không? Quả sắc giới có không? Đó mà có mấy, có mấy, mỗi người có mấy tâm quả sắc giới? Thần thiền chánh tâm sao, nhóm Bến Tre sao, có bốn hay là có một hay là có hai hay là có ba? Theo Thần thiền, theo Thần thiền rồi Bến Tre sao đây, nhóm Bến Tre sao đây? Rồi đúng rồi, xa thú là chỉ có một thôi nha quý vị, một quả sắc giới thôi. Rồi còn mà nếu mà đắc thiền thêm thì có tính được thêm không? Alo, đắc thiền thêm thì có tính thêm không, tính thêm tâm thiền không? Có luôn ha. Rồi cái đó mình tính thêm đó là bổ túc thêm, không dung sao không trời. Đắc thiền thì đắc những cái tâm thiện, thiền nó đắc có chứ. Rồi bây giờ tâm có 30 là một nè, bây giờ mình là số 1 là quả, trước tiên là ghi trước là một là quả sắc giới, tâm thực sinh trước quả sắc giới cộng 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân, trừ 2 sân 10 bất thiện trừ 2 sân. Rồi 2 tâm nhận thức, hai tâm nhĩ thức, rồi hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát, hai tâm hướng môn, tám tâm đại thiện, rồi nếu mà đắc thiền thì tính thêm, nếu mà đắc thiền thì tính thêm, thì đó tám tâm đại thiện nếu đắc thiền tính thêm. Thiện sắc giới thì cái nào đắc á, đắc nó tính được nha, bình thường họ cũng sống bình thường thôi, sống tâm quả rồi những cái tâm thiện thôi nha, thiện bất thiện thôi nha, còn cái thiện kia là phải đắc mới có,
Khi vô thêm chữ nếu đắc thiền thì tính thêm. Ví dụ như người đó đắc sơ thiền, sanh đó làm người người bị phạm thiên sơ thiền. À, nhưng mà lúc đời sống bình dịch của họ thì họ đâu có cái tâm thiện hoài. Nhưng mà nếu mà đắc thêm vị thiền thì có thêm cái sát na vị thiền. À, vậy thôi. Tâm quả hữu nhân nào? Tâm quả hữu nhân của cái thiền chứ, của tâm quả thiền mới là tục sinh chứ. Còn người sắc, đang nói người sắc giới nha, người sắc giới chứ không phải người dục giới nha. Người sắc giới hữu tưởng thì tục sinh bằng tâm quả gì? Tâm quả thiện, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ngũ thiện chứ. Thì làm tục sinh là những cái tâm quả đó chứ đâu có tính tâm quả hữu nhân dục giới được. Người cõi sắc giới hữu tưởng là cái gì lộn đó. Rồi, ghi hết chưa? Xong chưa? Rồi ha, rồi tâm sở. Tâm sở là có nhiêu đây? 13 tự tha có không? Alo. Và tự tha. Có không? Chắc không? Chắc không cái gì? Chắc có 13 tự tha không? Chắc chắn không? Chắc không alo. Tứng là tùy tận thiền à, trong triều sao, chánh tâm sao, rồi quý vị khác thì sao, rồi im ru rồi không ai trả lời, đang gian nhật hạ rồi thăm ma nanh đá rồi, lười rồi, bính cái gì tịnh nhu tâm hạnh gì đó xem rứa ra ha. 13 tâm 12 từ dục trong triều có đủ đúng rồi, có đủ chứ mà đâu có vụ tầng thiền trong đây được, đâu có tính tầng thiền trong đây được. Tuấn ơi đặt rồi, bởi vì coi lại cái phần tâm coi, tâm bất thiện có 10 luôn à, đâu có tâm bất thiện có 10, nhãn thức, nhĩ thức, tiếp thâu, quan sát, hướng môn, đại thiện có đầy đủ hết, thì 13 tâm bất thiện, 13 tự tha mà có đủ chứ, cho tính cho bằng thiện được. Đúng chưa? Chính xác chưa? Nắm lại chưa? 13 tự tha có đủ, ghi xuống, tính nắm được chưa? À, để mình đọc lại cái phần tâm mình mới thấy là mình trúng hay đặt liền không? Thì tâm sở đi theo tâm à. Rồi, vậy là có 13 tự tha ha. Rồi, 14 bất thiện có không? Alo, 14 tâm sở bất thiện có đầy đủ không? Thì khi mình đắc thiện á, ví dụ như giờ mà Kim Dung là sanh lên làm phạm thiên sắc giới đi, khỏi sơ thiền, thì mình tục sinh bằng cái gói tâm quả sơ thiền đó, rồi lên đó, mình đắc cái lạc ở cõi người, mình lên đó là cõi phạm thiên, rồi thì đời sống bình nhật mình thì mình cũng sống bình thường thôi, này đang nói đời sống bình nhật nha, mình sống mình người phạm thiên mình sống bình thường thôi, khi nào ta nhập thiền thì ta mới có những cái tâm thiền, còn nhập thiền thôi, rồi khi họ đắc thiền thì họ đắc lên nhị thiền thì họ có cái tâm đắc nhị thiền. Còn xong thôi, đắc xong việc chứ lộ tâm mà đâu có giữ hoài được. Đắc xong việc, đắc xong việc chứ. Vậy sống người sống bình dịch thôi, nghĩa là khi họ muốn nhập thiền á, họ mới có cái tâm đó thôi. Còn không là sống bình dịch mà, sống bình thường thôi. Rồi bây giờ tới cái kia sao đó rồi. 14 tâm sở bất thiện có đầy đủ không? Alo.
có 10. Tại sao có 10? Bỏ cái gì đây? Bỏ cái gì đây? Tại sao có 10? Trừ 4 tâm sở sân phần, trừ 4 sân phần, xà thú, xà thú. Rồi, chính xác, ghi vô ha. Thì bây giờ còn có nhiêu? Còn có 10 tâm sở bất thiện thôi. Đúng chưa? Rồi, tới tịnh hảo. Tịnh hảo có đủ không quý vị? Tịnh hảo trong đời sống bình nhật của cõi sắc giới hữu tưởng có đủ không? Trường giới vâng. Rồi, chánh tâm sao? À, Đông Triều sao? À, nhóm Đông Triều nó sao đây? À, gì đó, Châu Nguyễn thì ngồi im ru nãy giờ học đã rồi, giờ vô đây ngồi im ru ha. Chánh tâm có đủ. Rồi bây giờ chắc chắn không quý vị nào, chắc chắn không, có đủ không, có đủ thì lên, còn nếu trừ cái nào đó thì nói nó ra đủ hay thiếu đây. Alo, trung tâm là chắc chắn có đủ rồi. Long Triều đêm ru rồi, nhóm Bến Tre người mà sao đêm ru là trời. Đâu hết rồi, có nghe không? Alo quý vị có nghe không? Alo 1, 2, 3 nghe không? Có đủ, đúng rồi, có đủ. Nghĩ gì nữa, có đủ vậy giờ. Đọc lại phần tâm có 8 tâm đại thiện luôn nè, thì làm sao mà thiếu được. Alo, có 8 tâm đại thiện luôn thì 25 có đủ. Như vậy tâm sở là mình có 13, 10, 25 là 48 tâm sở. Tâm sở có 48. Người khỏi sắc giới hữu tưởng tâm sở có 48 thôi. Thành ra người phạm thiên sắc giới hữu tưởng này là ít vốn hơn là người dục giới. Dục giới tới có 52, hữu tưởng sắc giới còn có 48. thua người dục giới. Không có sao, đúng rồi, xa thấu, xa thấu. Rồi chưa, đây đúng rồi chưa. Rồi, bây giờ tới người số 3 ha. Số 3 là người cõi vô sắc. Người cõi vô sắc là người sống ở trên cõi vô sắc ha, trong đời sống bình nhật ha. Rồi tâm có tâm quả vô sắc không quý vị? Tâm quả vô sắc có không? Tâm quả vô sắc có không? Làm tục sinh có bao nhiêu tâm, có bao nhiêu tâm quả vô sắc đây? Hello. Có một xà hữu, xà hữu một tâm quả vô sắc. Làm việc nếu mà đời sống mình dân thì mình kêu là tâm củ phần nha, phá bằng gá nha, chứ không phải là tục sinh nha. Tục sinh cái một sát na sao mà tiêu rồi. Làm việc củ phần tức là tâm phá bằng gá, một cái tâm quả vô sắc giới làm việc phá bằng gá trong đời sống mình dân. Nhớ nhắc lại một xíu để thảo luận ha. Đúng chưa? Đúng chưa? Một tâm quả làm sắc giới cũng vậy, vô sắc giới cũng vậy. Là tâm phủ phần hay là tâm phá văn gá hậu kiếp á. Là trong đời sống bình nhật. Chứ không có thể nói là tâm tục sinh được nha, cô Hồng Nhung. Cô Hồng Nhung để ý này lại nha, cô Hồng Nhung. Tục sinh là có một sắc na xanh là cái diện mất tiêu rồi. Được chưa? Đó là tâm hậu kiếp, một tâm quả vô sắc tiêu. Rồi, 12 tâm bất thiện có không?
lâu. Mười hai tâm bất thiện. Đúng rồi, mười tâm bất thiện thôi, trừ hai tâm sân ra. Trừ hai tâm sân ra. Rồi. Kháng ngũ môn có không quý vị? Kháng ngũ môn có không? Chắc không? Chắc lắm có không? Tại sao không? Chắc không có, tại sao không? Tại sao không? Lý do tại sao không? Xà thú, xà thú, chính xác ha, quá giỏi luôn. Tức là không có sắc pháp, không có lộ ngủ thì không có kháng ngũ môn. Đúng như vậy. Như vậy là hiểu bài ha, nắm được bài và cách chính xác ha. Rồi, dẹp nó qua bên, kháng ngũ môn, dẹp qua bên, không tính vô. Thì kháng ngũ môn không có, thì kháng y môn, có không? Có ha, rồi, xà thú, kháng y môn, ghi vô. Lưu ý cả nghi môn có. Rồi tám đại thiện có không? Alo. Tám đại thiện. Có luôn không? Rồi trên đó có, vẫn có tâm thiện như thường. Vẫn có thiện hợp trí đi đầy đủ. Tám đại thiện có. Tám đại quả có không quý vị? Tám đại thiện, tám đại quả có không? Không, đúng rồi, xà thủ, xà thủ. Biết tôi phải vấn đề sao có vậy? Không có đại quả sao có, tôi nói được. Khỏi vô sắc mà đâu có đại quả thiện, dục giới nằm đó, đâu có lộn. Nhớ tôi đang nói khỏi vô sắc nghe, nói nhảy, nhảy tù luôn. Rồi, những cái tâm thiện vô sắc giới, có không? Rồi, tức là bây giờ mình phải ghi là nếu mà đắc thiền thì tính thêm vô. Nếu đắc thiền thì tính thêm vô ha. Còn chưa đắc thôi. Tôi tiếp sẽ đắc tiếp. Rồi, ok. Thì như vậy tâm có 20. Tâm mình có 20. Một tâm quả vô sắc giới. Một là tâm quả, một tâm quả vô sắc giới ha. Mười tâm bất thiện trừ sân. Mười tâm bất thiện. Rồi, kháng nghi môn. Tám đại thiện. Rồi, cộng đủ không? Cộng lại coi. 10. Đủ ha, hai chục ha. Chưa, hai chục đủ chưa? Rồi, xuống dòng mình đánh đầu, đánh qua thị đầu dòng cả nha. Đánh qua thị đầu dòng một cái. Người không vô biên xứ, hai chấm. Người không vô biên xứ, hai chấm. Có thể chứng bốn thiền vô sắc. Có thể chứng bốn thiền vô sắc. Như vậy là có nhiều. Tức là hai chục tâm, tâm là hai chục. Cộng với 4 thiền nữa là bằng 24. 20 cộng 4 bằng 24 tâm. Tức là người không vô biên xứ.
có 24 tâm. Rồi xuống dòng người thức vô biên xứ. Người thức vô biên xứ. Có thể chứng ba thiền vô sắc. Có thể chứng ba thiền vô sắc. 20 cộng 3, 23. Rồi, người vô sở hữu xứ. Người vô sở hữu xứ. Có thể chứng hai thiền vô sắc. 20 cộng 2 bằng 22. Người vô sở hữu xứ có thể chứng hai thiền vô sắc. Hai. Rồi, người phi tưởng, phi phi tưởng xứ chứng một thiền vô sắc. 20 cộng 1 bằng 21. Rồi, nhấn mạnh thêm chút xíu ha, để mình biết thêm. Rồi, tâm sở. Tâm sở thì cũng giống như cõi sắc giới ha. Có 48, 48 tâm sở. 13, 10, 25. 13, 10, 25 là tâm sở ha. Okay. Rồi xuống dòng ghi chú hai chấm, ghi chú hai chấm. Người đắc thiền sắc hoặc vô sắc. Người đắc thiền sắc hoặc vô sắc. Nhưng biệt sắc hoặc vô sắc, nhưng khi bị hoại thiền mà không lấy lại được, khi bị hoại thiền mà không lấy lại được khi bị hoại thiền mà không lấy lại được khi bị hoại thiền mà không lấy lại được nếu có tử, nếu có tử là chết à. Nếu có tử mà không, nếu có tử thì không sanh được. À, nếu có tử thì không sanh được về cõi sắc giới hoặc vô sắc giới. Tử thì không thể sanh về, sanh được về cõi sắc và cõi vô sắc. À, tức là người, ví dụ như giờ mình đắc được thiền sắc giới hoặc là đắc được vô sắc giới. À, nhưng mà trong cái thời gian sống ấy, cái mình bị phạm gì đó, hoại thiền, à, phạm giới là nó đứt thiền ha, thiền bị hoại, bị hư hoại, à, rồi mình không lấy lại được, mình không có tu lấy lại được ha. Mà nếu mình chưa kịp lấy lại được cái thiền ha, chưa đắc lại được thiền ha, mà chết á thì coi như xong là mất luôn ha, không có sanh lại, không có sanh được về cõi sắc giới, vô sắc giới.
mà chỉ trở y sanh trở lại cõi dục giới bình thường thôi, chứ không sanh lên những cõi trời. Đó là cho nên do như vậy người mà đắc được thiền, họ càng đắc thiền cao họ càng phải rất là cẩn thận ha, đời sống hàng ngày họ rất cẩn thận để không bị là chết á. Đâu có sanh về đâu có, đâu có sanh về cõi, đâu có tục sinh bằng cái tâm quả đâu mà có. À, cho nên họ chỉ sanh trở lại cõi dục giới thôi. À, cho nên phải rất là cẩn trọng trong vấn đề đời sống. Những người mà tu đắc thiền rồi đó, họ trốn luôn, họ lên núi ở luôn, gần cái đám phàm phu như mình là phiền phức lắm, dễ bị đứt thiền. Đứt thiền xong mà không lên núi tu lại coi như tiêu, mất luôn công đức nhiều tiêu hết. À, đó là vấn đề mình cần phải để ý ha. Rồi như vậy là mình đã xong cái người phàm tam nhân, dục giới, sắc giới, vô giới đầy đủ ha. Rồi bây giờ tới số 5, người đạo nhập lưu, phải sơ đạo. Người đạo nhập lưu thì sơ đạo. À, người đạo nhập lưu tức là sô ta bách tí mắc gá bút gá lá. Sô ta bách tí mắc gá bút gá lá. Mình đang đọc Pali chưa vững là để ý mấy cái chữ này. Sô là trường âm, ta là trường âm. Sô ta bách là hai chữ T, hai phụ âm ngắt ra. Sô ta bách ngắt một cái. Tí là đoạn âm, sô ta bách tí mắt, hai cái phụ âm ngắt ra là cái nữa, sô ta bách tí mắt, được chưa? Rồi giá là đoạn âm, đọc nhanh ra luôn, sô ta bách tí mắt giá bút, hai cái phụ âm cắt à, cắt ra cái là ngắt ra đó, sô ta bách tí mắt giá bút giá lá là hai âm. Rồi đó mình đọc đúng là sô ta bách tí mắc cái bút cái lắc. À, đọc vậy đó. À, là đây nói về người đạo nhập lưu tức là người sơ đạo đó, là bậc tu đầu quần á. À, là sát na là đạo đó nha, là người sơ đạo nha chứ không phải là sơ quả nè, để nha có cái khác biệt cho nó nha. Rồi xuống dòng. Người đang sát trừ, nhớ là dùng chữ đang nha, tức là thì hiện tại người đang sát trừ ba kiết sử phiền não, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Người đang sát trừ ba kiết sử phiền não, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, à, đó là người này chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, phải được tính ngay sát na tâm đạo, được tính ngay sát na tâm đạo đang sanh với ba sát na tiểu. Được tính ngay sát na tâm đạo đang sanh với ba sát na tiểu. Rồi, tức là người đã nhập lưu, tức là người này đang sát trừ phiền não. À, người này cái đang sát trừ, chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên. Thì được tính ngay sát na tâm đạo đang sanh với ba sát na tiểu, tức là ở đây người ta bắt ngay một cái sát na thôi, tức là sát na đạo sanh. À, thì lúc đó được gọi là người sơ đạo hay là người nhập lưu. À, đây chúng ta thấy là ngay sát na tâm đạo đang sanh. À, với ba sát na tiểu thì mỗi một cái sát na tâm á, mình để ý này, mỗi sát na tâm thì có ba sát na tiểu, tức là sát na tâm sanh, trụ và diệt,
đó là ba sắc na tiểu, tức là một cái tâm sanh lên thì có ba cái tiểu như vậy thì được gọi là sắc na, ba cái gom lại thì gọi là một sắc na đại, là cái sắc na đại. Rồi như vậy ở đây chỉ lấy một cái sắc na đó thôi, một cái sắc na tâm đắc đạo, chứng đắc được đạo quả niết bàn lần đầu tiên, thì được gọi là người sơ đạo. Được chưa, nắm được chưa? Nắm được ý này không quý vị ơi? Nó chỉ có đơn giản như thế, người sơ đạo là chính tính ngay sắc na tâm thôi, chứ không tính gì khác nữa. Rồi ha, rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái diệt trừ hai chấm, tức là người này diệt trừ được cái gì đó, hai chấm, diệt trừ hai chấm. Hai tâm sở, hai tâm sở gì quý vị? Hai tâm sở cho biết là diệt trừ được hai tâm sở. Diệt trừ hai tâm sở. Em sợ gì? Em luôn hết rồi. Tà kiến và hoài nghi, đúng vậy, Kim Dung đã nói đúng không? Diệt trừ được hai tâm sở tà kiến và hoài nghi. Chính tâm trật rồi. Chính tâm trật rồi, diệt trừ được hai tâm sở tà kiến và hoài nghi. Được chưa? Về tâm, về tâm diệt trừ được gì, tâm diệt trừ được cái gì, tâm diệt trừ gì đây, và ngay gì nữa không? Bốn tâm hợp trí đâu trời. Diệt luôn bốn tâm hợp trí luôn, chết cha rồi. Xong xong rồi. Bốn vị trí tiêu luôn, hay gì những cái tâm thiện là lên bậc thánh là diệt hết luôn, mà chết. Tâm suy nghĩ gì trời, đang mơ mộng gì đây? Diệt được bốn tâm tham hợp tà cộng tâm si hoài nghi là năm tâm rồi, tức là diệt trừ người tâm cho bốn tâm tham hợp tà cộng tâm si hoài nghi. Tâm sở thì có hai, tà kiến và nghi, đúng chưa? Tâm sở thì có hai, tà kiến và nghi. Tu diệt hết điện pháp luôn, chết già luôn. Rồi ghi đi, ghi chưa, đều ghi xong chưa? Tâm sở có hai nó, tà kiến và hoài nghi. Tâm sở tà kiến hoài nghi. Từ từ quyết định rồi, đúng không?
Rồi xuống dòng ghi là đoạn đoạn chủng, đoạn chủng sanh. Thì chữ đoạn chủng sanh hai chấm. Đoạn tuyệt chủng tử sanh về bốn khổ cảnh. Đoạn tuyệt chủng tử sanh về bốn khổ cảnh. Đoạn tuyệt chủng tử sanh về bốn khổ cảnh, tức là vật này là cái chủng tử mà sanh về bốn khổ cảnh là coi như là dứt tuyệt luôn, mà không còn ha. Rồi đoạn trừ sự trở lại cõi vui dục giới lần thứ 8. Đoạn trừ sự trở lại cõi vui dục giới lần thứ 8. Tức là đoạn chủng sanh có hai cách. Tức là đoạn tuyệt sanh về khổ cảnh là dứt rồi ha. Rồi về tới cái cõi dục giới thì cũng vậy, tới lần thứ 8 là không có rồi. Vì 7 lần tối đa là 7 lần thôi. Là trở về cõi dục, 7 lần là tối đa, không hơn. Tới lần thứ 7 là tu lết và là cõi vui dục giới không có. Dục giới không có vui. Dục giới sao có vui trời. Sáu cõi trời dục giới thì có người chẳng sao không có vui. Cứ bốn cõi khổ thôi, tức là bảy cõi vui dục giới đó. Cái tâm này vậy mai bị gì bồ quản trời. Mai bị sao, bị bà xã phạt đi gói. bị thú thật thành thật khai báo rồi. Thật khai báo rồi. Rồi Long Kiều ghi chưa, xong chưa, xong hết chưa, cho biết đi, gom lại cho nó đầy đủ, người đạo nhập lưu đầy đủ ha. Rồi ha, gom rồi quý vị ghi xong chưa, xong chưa, qua tiếp tục. Xong ha, rồi số 6 là người quả nhập lưu, sơ quả, người quả nhập lưu hay gọi là sơ quả, người quả nhập lưu, sơ quả. Rồi, đó là ráp cái chữ Bali vô. Sota bát tí phá lá búc cái lá. Sota bát tí phá lá là quả. Sota bát tí phá lá là người sơ quả. Là sơ quả, búc cái lá là người. Sota bát tí phá lá búc cái lá. Đó, đọc cho nó rõ ràng. Chưa, ghi xong chưa, xuống dòng. Là bậc đã chứng đắc đạo nhập lưu, là bậc đã chứng đắc đạo nhập lưu, phải thành tựu trạng thái tâm đắc đạo sanh lần đầu tiên. Thành tựu khi trạng thái tâm đắc đạo sanh lần đầu tiên. Thành tựu khi trạng thái tâm đắc đạo sanh lần đầu tiên được gọi là bậc sơ quả, quả dự lưu hay là tu đà quần quả, được gọi là sơ quả.
phải dư lưu, là tu là hoàn quả. À, tức là người người sơ quả là người đã đắc ha, đắc đắc đạo rồi đó mới có được cái quả phát sanh, à, thì được gọi là người sơ quả, tức là khi nào có quả phát sanh là sơ quả. Thì đây là tính tính sắc na luôn ha, là sắc na tâm đầu là đạo, sắc na kế liên tục là quả, thì mà đạo là người đạo, quả là sau đó là người quả, thì đó là người sơ quả, là cái trạng thái chứng đắc lần cái tâm quả sanh lần đầu tiên, à, thì được gọi là người sơ quả. Thì nắm được chưa, nắm được rồi chưa? Alo, bảo lưu là sao? Đâu có cái gì mà lưu, không có gì vô lưu, sanh lên diệt thôi, cái thanh là phải diệt thôi chứ diệt, nhưng mà cái chủng tử vẫn còn, cái chủng tử mà là đắc đạo vẫn có như vậy, à, nhưng mà sắc na sanh lên, sắc na đạo diệt, với sắc na quả sanh lên, à, thì cũng diệt mất luôn chứ đâu có còn được diệt, nhưng mà chủng tử thì còn rồi ha, được không, nắm được chưa? Rồi ghi cái phần này mới quan trọng nè, người sơ quả là bậc được tính từ hai chấm, người sơ quả là bậc được tính từ hai chấm, yeah. Tâm sơ quả sanh lần thứ nhất, tâm sơ quả sanh lần thứ nhất, cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh, cái chữ này vũ tịnh sanh là tiến bậc sanh, tiến bậc vũ tịnh, tiến bậc đi cho dễ hiểu, vũ tịnh tiến bậc luôn, Bích Đà nó chích tắt, tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh sanh hay là tiếng bậc sanh, trong lộ đắc nhị đạo, trong lộ đắc nhị đạo, trong lộ đắc nhị đạo, trong lộ đắc nhị đạo. Thì hiểu câu này không có gì, không biết có gì có hiểu hiểu được câu chỗ này không, hiểu được mà là không hiểu được. Kim Dung hiểu không, Đông Triều hiểu không, hiểu tạm tạm hiểu tạm là hiểu ra trời. Tức là gì? À, tức là gì? Tức là người sơ quả, à, là tính từ cái tâm sơ quả. Ví dụ giờ Đông Triều đi, đắc được sơ quả thì bắt đầu tính từ cái tâm sơ quả nó phát sanh lần thứ nhất, thì được gọi là người sơ quả, đúng không? Xác nhận đúng cái này không? Tức là người sơ quả có được cái tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhất là người sơ quả, đúng không? Đúng không? Cho biết đi. Rồi đắc được sơ quả xong rồi thì trở lại bình thường, à, cái tâm sống bình thường lại, trạng thái là bình thường lại, cho đến khi mà tu tập vô cái tu tập để đắc lên nhị đạo đó, từ sơ quả mà đến để đắc được nhị đạo đó, thì nó đi cho ta tới khi cái tâm mà tiến bậc chấm dứt, tức là cái sát na tâm cuối cùng để mà bước vô nhị đạo đó,
thì trước khi đắc nhị đạo đó thì vẫn còn là sơ quả. À, tức là tiến tới sát na diệt của cái tâm tiến vật. À, tới sát na cuối cùng của cái lộ đắc nhị đạo đó. Tức là muốn đắc được nhị đạo là phải đi đến là tâm mà tiến vật này, tâm vũ tịnh này, tâm vô đó là chích tá, tâm vũ tịnh này vừa diệt mất thì mới đắc được nhị đạo. Bây giờ trước khi đắc nhị đạo thì vẫn còn là sơ quả chứ. Bây giờ nói là tức là trước khi mà bước vô cái tâm đạo đắc nhị đạo này thì vẫn còn gọi là người sơ quả. À, thì như vậy cái người sơ quả là tính từ tâm sơ quả phát sanh lũy nhất cho đến cái sắc na diệt diệt của cái tâm tiến vật. À, thì mới gọi là người, được gọi là người sơ quả. À, tiến vật của cái lộ đắc nhị đạo á, tức là họ chưa đắc được nhị đạo. À, giống như giờ mình học lớp 11, mình học xong lớp 11, lớp 12 á, lớp 12 xong mình tốt nghiệp lớp 12, đắc là đắc lớp tốt nghiệp lớp 12 xong. Thì cho tới khi trước khi bước vào lớp đại học á, ví dụ như mình tới ngay cửa đại học mà mình chưa bước vô, còn đứng đó thì mình vẫn còn là người lớp 12. Chưa gọi là người lớp 12, chưa gọi là sinh viên đại học. Cho tới khi nào mình bước vô lớp rồi nằm lại thì mới tính là mình là sinh viên bậc thứ nhất. Được chưa? Hiểu không? Quý vị nắm nào, nắm rồi ha. Tức là tôi tính chính xác vậy, tính tốc độ mà sắc na cuối cùng, sắc na cuối cùng của nhờ sơ quả mà bước vô nhị đạo thì trở thành người nhị đạo rồi. À, không còn gọi là người nhị, người sơ quả nữa. Rồi ha, nắm rồi ha, cho biết đi, cho cái mọc lên đây. Cái dòng câu này rất là hay ha, mình nắm được câu này được là mình sẽ nắm được nhiều vấn đề. Rồi, ok ha, xong cái người người gì bên này sơ quả. Ừ, đúng không? Giống như mình đờn cái này, mình giống như Kiều nó đờn nhạc Bắc, nó vừa đi gần hết cái câu nhạc đó, rồi tới cái nốt nhạc cuối cùng rồi nó bước qua câu thứ hai thì nó chưa kịp bước qua câu thứ hai thì vẫn là tính là câu một chứ, đúng không? Đúng không? Chứ đâu có tính qua câu hai được. Đúng không? Điều công nhận không? Rồi ha, lắm mà nói thí dụ đơn giản thì dễ hiểu quá ha. Rồi ha, ok. Rồi tới số 7 là người đạo nhất lai. Số 7 là người đạo nhất lai. Đây gọi là nhị đạo. Người đạo nhất lai, nhị đạo. Người đạo nhất lai, nhị đạo. Rồi, xá cá là hai đoạn âm nha. Xá cá đa ga, hai cái trường âm, đa ga là trường âm. Xá cá đa ga, mí mắt cắt ra ngay ha, mí đoạn âm, mắt cắt ra. Gá bút, bút ngắt ra, gá lá, bây giờ mình đọc. Xá cá đa ga, mí mắt, gá bút, gá lá. À, để ý chút xíu nha. Cái gì nào đọc còn yếu thì để ý là mấy từng cái từ đó mình phân tích, mình đọc được cái này, mấy cái chữ khác giống hệt ra, nó có gì khác nữa. Trường âm, đoạn âm giống như thôi. Rồi, người đạo nhất lai là gọi là nhị đạo. Là bậc chỉ trở lại cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên một lần mà thôi. Người nhất lai là bậc chỉ trở lại có nhân loại hoặc có chư thiên một lần mà thôi. Vì đang diệt chủng tử đời thứ hai cõi vui dục giới. Đang diệt chủng tử đời thứ hai cõi vui dục giới. Tức là người vị đạo này là chỉ có trả lời một lần ha. Loại có chỉ trả lời có những lần có một lần thôi, đời thứ hai thì không có, được diệt luôn. Tức là nhất lai là chỉ sanh một lần trong cõi vui dục giới ha. Rồi. Yeah, ok. Rồi xuống dòng. Tâm đạo này sanh khởi lần thứ hai sau khi đã chứng đắc sơ quả.
Tâm này sanh khởi lần thứ hai sau khi đã chứng đắc sơ quả. Tức là nãy mình có tâm đạo thứ nhất là sơ đạo, giờ tới tâm đạo này là tâm đạo lần thứ hai, sau khi là đắc sơ quả. Đắc sơ quả xong rồi, cho tới khi nào có được cái tâm đạo này thì gọi là tâm đạo lần thứ hai này, được gọi là nhị đạo. Đúng chưa? Đó thì được gọi là nhị đạo. Rồi xuống dòng, đánh gạch dòng nữa. Làm nhẹ thêm hai phiền não, làm nhẹ thêm hai phiền não kế là dục, tham dục và sân. Làm nhẹ thêm hai phiền não kế là tham dục và sân. Phải. Đồng thời làm suy yếu thêm, là đồng thời làm suy yếu thêm lần nữa các phiền não bất thiện còn lại. Đồng thời làm suy yếu thêm lần nữa các phiền não bất thiện còn lại. Rồi, tức là người mà có được cái tâm đạo, tâm nhị đạo này sanh đó, thì chỉ có làm giảm thôi nha, tức là họ chỉ làm cho cái phiền não kế thôi, làm giảm nhẹ thôi, giảm xuống. Thì ví dụ như đối với sơ đạo thì cũng còn tham dục sân cũng còn mạnh, nhưng mà lên tới nhị đạo thì nó giảm rồi, giảm xuống thì ở nhiều 50% như thế này, cái đều tham dục họ giảm xuống, không còn, mà sân họ cũng giảm xuống luôn, hai cái này nó giảm nhưng mà chưa dứt hẳn, và đồng thời nó làm cho những cái phiền não khác, những phiền não bất thiện khác nó cũng giảm dần theo, nó cũng giảm, tức là những người này bắt đầu tâm họ trở nên rất là nhẹ nhàng lại ha, dịu dàng xuống, những cái dục ái và sân nó cũng giảm nhẹ hết, hoặc là những cái phiền não đó khác nó cũng dịu giảm xuống hết, đó là do nhờ cái thanh lọc, do nhờ cái nhị đạo mà thanh lọc phiền não. Rồi xuống dòng, trong lộ đắc nhị đạo, trong lộ đắc nhị đạo phải, tâm nhị đạo đang sanh trong ba sắc na tiểu, trong lộ đắc nhị đạo phải, tâm nhị đạo đang sanh trong ba sắc na tiểu. Tức là trong lộ tâm đắc nhị đạo thì lúc đó cái tâm sắc na nhị đạo nó sanh lên, tâm nhị đạo sanh lên trong ba sắc na tiểu, là sanh trụ và diệt trong ba sắc na tiểu. Thì như vậy là người đạo nhất lai, hay là gọi là người nhị đạo. Nhất lai tức là chỉ sanh lại một lần ha, gọi là nhất lai. Rồi đó là số 7 là người đạo nhất lai. Rồi số 8 là người quả nhất lai, hay là nhị quả. Người quả nhất lai hay là nhị quả. Rồi. Sakada ga mi phá lá bút. Sakada ga mi phá lá là quả. Sakada ga mi phá lá bút các bạn. Rồi, bậc thánh thứ hai, bậc thánh thứ hai được tính từ khi tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất. Bậc thánh thứ hai được tính từ khi, bậc thánh từ hai chấm đi xuống dòng đi, được tính từ hai chấm, bậc thánh thứ hai được tính từ hai chấm xuống dòng, tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất, tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất. Cho
cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh, sanh trong lộ đắc tam bảo. Cho đến sát na diệt của tâm vũ tịnh là tâm tiếng Phật giống như nãy đó, sanh trong lộ đắc tam đạo. Đó là bậc thánh thứ hai đó, là tính từ khi mà cái tâm nhị quả phát sanh thì được gọi là người nhị quả hay là người nhất lai. Được tính từ khi mà phát sanh, tâm nhị quả phát sanh lần thứ nhất cho đến khi tâm vũ tịnh nó diệt thì lúc đó là vẫn còn gọi là người nhị quả. Nhưng mà khi mà sát na tâm đạo nó sanh lên thì thành người tâm quả rồi ha, cũng giống như nãy, giống như nãy luôn ha. Như vậy là mình được gọi là người quả nhất lai. Tính từ tâm quả, tâm dị quả đó, cho đến khi cuối cùng của cái tâm vũ tịnh hay là cái tâm tiến bậc để bước vô cái lộ đắc đạo, tâm đắc đạo tam đạo. Rồi xuống dòng. Bậc dị quả là người đã chứng đắc dị đạo. Bậc dị quả là người đã chứng đắc dị đạo. Tức là người mà đã chứng đắc cái dị đạo xong rồi cái quả thì được gọi là bậc dị quả. Đạo quả liền nha, tức là thường ta gọi là đạo quả là phát sanh là bất, là không có định trước ngày giờ, là sanh liền, liên tục, liên tục tì luôn. Rồi xuống dòng. Được gọi là quả nhất lai. Được gọi là quả nhất lai. Vì chỉ sanh lại cõi vui dục giới có một lần mà thôi. Vì chỉ sanh lại cõi vui dục giới có một lần mà thôi. Thôi mở ngoặc ha, một kiếp nhân loại hoặc một kiếp chư thiên, trong ngoặc một kiếp nhân loại hoặc một kiếp chư thiên. Rồi đó là mình học về, cái người dị quả. Rồi tới số 9 là người đạo bất lai hay là tam đạo. Người đạo bất lai hay là tam đạo. Á na ga mi mắt ga bức ga lá. Á na ga mi mắt ga lá bức ga lá. Là người tam đạo. Là bậc thánh đang sát trừ. Là bậc thánh đang sát trừ. Bậc thánh đang sát trừ hay đang đoạn tận, hay đang đoạn tận hai phiền não, hay đang đoạn tận hai phiền não tham dục và sân, tham dục và sân. Đó, tức là bậc thánh mà đang trừ hay là đang đoạn tận hai phiền não tham dục và sân. Cái mà của người nhị quả làm giảm nhẹ đó, người nhị quả mà làm giảm nhẹ trước đó, tức là những người nhị quả làm giảm nhẹ dục ái và sân thì lên tới tam đạo là bậc thánh đang sát trừ hai cái đó luôn. Lúc này là đang diệt, đang diệt, đang tận diệt, đang xóa sạch đó ha.
thì được gọi là người tam đạo. Người tam đạo đắc trong ba sắc na tiểu, thì theo của nó cho dễ nhớ nhớ luôn ha. Dòng người tam đạo đắc trong ba sắc na tiểu. Rồi. Dòng đoạn tận chủng tử tái tục cõi dục giới. Tận chủng tử tái tục cõi dục giới. Còn tận chết chủng tử là người này không còn có tái tục cõi dục giới ha. Rồi xuống dòng ha, đánh cái bông đầu dòng ha. Đánh cái bông đầu dòng. Nếu không đắc tiếp tứ đạo, nếu không đắc tiếp tứ đạo tứ quả, nếu không đắc tiếp tứ đạo tứ quả và cũng không có thiền, và cũng không có thiền, nếu không đắc tiếp tứ đạo tứ quả và cũng không có thiền, thì vị ấy sau khi tử, thì vị ấy sau tử thì vị ấy sau khi tử sẽ tái tục sanh về cõi sơ thiền, sanh về sẽ tái tục sanh về cõi sơ thiền. Có một sắc na sao tính, đâu có tính, nó đang tính trong lúc đắc đạo đắc quả mà đâu có tính. Tính ngay sắc na tâm thôi, ngay sắc na tâm thôi, chứ không có tính như kia được. Sẽ tái tục sanh về cõi sơ thiền. Đâu mất rồi? Tới đâu rồi? Sau khi tử sẽ tới đó phải không? Sanh về cõi sơ thiền do thích hợp và phù hợp cơ tánh. Do thích hợp và phù hợp cơ tánh bậc bất lai đạo. Do thích hợp và phù hợp cơ tánh bậc bất lai đạo hết phiền não sân, hết phiền não sân đặng sanh về khỏi vô sân, đặng sanh về khỏi vô sân bằng mặt sắc giới. Đúng rồi. Thích hợp với cơ tánh bậc bất lai đạo hết phiền não sân, sanh đặng về cõi vô sân sắc giới. Thì câu này quý vị hiểu không quý vị? Nếu mà một bậc là tam đạo đó, nếu mà không có đắc tiếp tứ đạo tứ quả đó, hoặc là không có đắc thiền đó, bởi vì nó đoạn tận chủng tử tái sanh cõi dục giới ha. Nhưng mà nếu mà không có đắc tiếp lên đạo cao đó, đó mà cũng không có đắc thiền luôn đó, thì nếu mà này tử thì sanh về cõi sơ thiền, bắt chắc chắn là phải được sanh về cõi sơ thiền, mặc dù không có thiền, mặc dù không có thiền, nhưng mà bởi vì hợp với cái cơ tánh của họ, họ những vị này là đã diệt rồi, đã diệt phiền não sân rồi, đúng rồi, đã diệt là tham dục và sân, là diệt sân rồi, thì diệt sân là chỉ có cõi sắc giới mới hợp được cho người này thôi, mà cõi sắc giới sơ thiền là thấp nhất trong cõi vô sân, ha. Mặc dù vậy này không có đắc thiền vẫn được sanh về cõi này vì thích hợp với cái trạng thái tâm là như vậy. Được chưa, nắm được ý này chưa, nắm được rồi ha. Rồi gom lại cái câu lại đi, đều gom lại nguyên câu cho nó rõ ràng.
Đọc lại được chưa? Alo. Chưa? Thì thêm câu nữa, nếu vị này có thiền, nếu vị này có thiền thì tùy theo bậc, nếu vị này có thiền thì tùy theo bậc mà sanh về cõi thiền đó. Nếu vị này có thiền thì tùy theo bậc mà sanh về cõi thiền đó. Tức là hãy về có thiền, nếu đắc sơ thiền sanh về cõi sơ thiền, vị tam tứ sanh thiền theo đó không. Rồi xuống dòng, đồng thời vị này đang làm giảm thêm các pháp bất thiện còn lại. Đồng thời vị này đang làm giảm thêm các pháp bất thiện còn lại. Rồi đó là như vậy ha. Rồi học thêm một người nữa là mình nghĩ ha. Người bất, người quả bất lai, nãy người đạo bất lai, và tới số 10 là người quả bất lai, là tam quả. Đó là gà mí phá lá bút gà lá, người tam quả, quả lại là tam quả đó. Là bậc thánh thành tựu tam đạo bất lai, là bậc thánh thành tựu từ tam đạo bất lai, thêm chữ từ này cho rõ ràng, là bậc thánh thành tựu từ tam đạo bất lai, tức là thành tựu được do từ tam đạo bất lai, hay gọi là người tam quả, hay gọi là người tam quả. Hay gọi là người tam quả ha. Rồi, cái dòng được tính từ, được tính từ khi tâm tam quả sanh lần thứ nhất, được tính từ hai chấm như hôm nãy ha. Được tính từ hai chấm ha. Khi tâm tam quả phát sanh lần thứ nhất cho đến sắc ma diệt của tâm vũ tịnh sanh, chắc là việc của tâm hữu tịnh sanh trong lộ đắc tứ đạo, được tính từ khi tâm tam quả phát sanh lần thứ nhất cho đến sát na diệt của tâm hữu tịnh sanh trong lộ đắc tứ đạo. Thì cũng vậy, người tam quả vậy là tính từ sát na, tính từ cái tâm quả phát sanh cho lần thứ nhất cho đến khi mà về vô cái tâm lộ tâm để đắc tứ đạo đó. Mà nó chỉ tính tới sắc na tâm vũ tịnh diệt lúc đó thì được gọi là người tam quả, nhưng mà khi mà đắc tứ đạo thành ra người tứ đạo ra nó khác ha. Thì được gọi là người tam quả. Rồi xin vào, người quả bất lai là người đã chứng đắc tam đạo. Người quả bất lai là người đã chứng đắc tam đạo. Là người quả bất lai này là người đã chứng đắc được cái tam đạo, tam đạo ha, tam tam đạo thì được gọi là người quả bất lai. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng nhé. Nếu không đắc tiếp a la hán đạo quả, nếu không đắc tiếp a la hán đạo quả thì sẽ sanh về các cõi tùy theo trường hợp như sau, hai chấm, thì sẽ sanh về các cõi tùy theo trường hợp như sau, hai chấm. Gạch đầu dòng, thánh tam quả không thiền, hai chấm, thánh tam quả không có thiền thì hai chấm,
sanh về cõi sơ thiền. Thánh tam quả không thiền thì sanh về cõi sơ thiền. Rồi xuống dòng. Nếu đắc từ nhị, tam và tứ thiền thì sẽ sanh về cõi tương ứng. Nếu đắc từ nhị, tam và tứ thiền thì sẽ sanh về cõi tương ứng. Rồi, bây giờ hiểu hả? Tức là khi mình đắc tùy theo đó, đắc nhị, tam, tứ thiền sanh về những cõi tương ứng của nó. Ví dụ nhị, tam thì sanh về cõi nhị thiền, tứ thiền sanh về cõi tam thiền ha. Rồi, chúng ta muốn học tiếp về phần cõi nữa. Rồi, xuống dòng. Đắc ngũ thiền. Đắc ngũ thiền. Hai chấm. Cái này mình để ý, đắc ngũ thiền riêng biệt. Đắc ngũ thiền, hai chấm. Đắc ngũ thiền. Hai chấm. Rồi. Dựa trên năm quyền. Dựa trên năm quyền. Để làm căn nguyên tại tục. Dựa trên năm quyền để làm căn nguyên tái tục về cõi thánh cư hay ngũ tịnh cư. Dựa trên năm quyền để làm căn nguyên tái tục về cõi thánh cư hay ngũ tịnh cư. À, tức là đắc ngũ thiền thì bắt đầu này mà tính là dựa tùy theo năm quyền, là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, và tùy theo năm quyền này làm cái căn gốc căn nguyên để mà tái tục về cái cõi ngũ tịnh cư. Thì người đắc ngũ thiền thì sanh về cõi ngũ tịnh cư, tức là cõi của bậc thánh, cõi riêng biệt chỉ có bậc thánh tam quả trở lên mới có thôi, mới sanh về đây thôi, đắc ngũ thiền. Rồi xuống dòng, gạch tập dòng. Tính quyền mạnh, tính quyền mạnh sanh về cõi vô phiền thiên. Tính quyền mạnh sanh về cõi vô phiền thiên. Tính quyền mạnh sanh về cõi vô nhiệt thiên. Tính quyền mạnh sanh về cõi vô nhiệt thiên. Niệm quyền mạnh tái tục về cõi thiện kiến thiên. Thiện kiến thiên là niệm quyền mạnh tái tục hay sanh về cõi thiện kiến thiên. Rồi định quyền mạnh thì sanh về cõi thiện hiện thiên. Tính quyền mạnh sanh về cõi thiện hiện thiên. Tuệ quyền mạnh thì sanh về cõi sắc cứu cánh thiên. Tuệ quyền mạnh thì sanh về cõi sắc cứu cánh thiên. Rồi như vậy là do năm quyền, tức là người mà tu đắc được ngũ thiền mà tam quả mà đắc ngũ thiền thì nếu mà trong cái năm quyền này mà cái tính quyền mạnh thì sanh về cõi vô phiền, tấn quyền mạnh hơn trội hơn sanh về cõi vô nhiệt, mà niệm quyền mạnh hơn sanh về cõi thiện kiến, mà định quyền mạnh hơn sanh về cõi thiện hiện, nhưng mà tuệ quyền mạnh thì sanh về cõi sắc của cảnh thiền, tức là cõi cao nhất của ngũ thiền cư.
Thì như vậy chúng ta đã học tới phần là người tam quả, và tới đây là vừa phải lẽ ha. Còn tới là chúng ta còn người đạo, người tứ đạo tứ quả thôi ha. Thì học tới đó, tới đây cũng được ha, chứng tới đây cũng ok. Bây giờ cũng có hạn. Chánh tâm hỏi gì hỏi đi. Ok. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi là hồi hôm qua con có vô lớp của con có vô ngài Liễu Tông hỏi câu hỏi đó, thì ngài có nói là nếu mà học vi diệu pháp á, muốn học cho đúng á, thì phải theo đúng cái chương, là giống như là học từ cái tâm tâm sở sắc, là học từ 1 với 2 và 6, và lớp thứ hai á, là phải học lớp chương 3 và 7. Con không hiểu là 1, 2 và 6, và lớp 2 là phải 3 và 7. Thì ngài Tịnh Sử, ngài Liễu Tông nói học vậy á, thì mình mới hiểu được về những cái trạng thái đặc tính và những cái lớp đó. Chứ nếu mà mình học mà theo từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 á, thì không có học được cái gì hết. Tại vì nếu mà mình nắm chắc được chương 1, chương 2, chương 6 và lớp 2, học 3 và 7 á, thì mình sẽ học được chánh tạng, với mình hành thiền mình sẽ thấy được pháp. Nhưng con biết con không hiểu mấy về cái mà về cái vi diệu pháp như vậy á, xin thầy giải đáp thắc mắc là cái chương 1, 2, 6 và lớp 2, 3, 7 là như thế nào, mà thầy thầy đang dạy giống như vậy không thưa thầy? Xin thầy giúp giùm cho con à. Dạ cảm ơn. Alo, có nghe không vậy? Alo. Nghe nè, ok, sao đó. Thì đâu có gì đâu, có hiểu. Thì trong cái thắng pháp tập lý luận á, người ta phân ra thành từng chương á. Thì như chương 1, người ta nói về tâm. Thì mình học về tâm là chương 1. Nó đơn giản là học những cái đơn giản trước, nhiều tâm. Rồi sau đó học về tâm sở. Và chương 2, tâm sở. Chương 6 là sắc pháp, tức là học về sắc pháp. Thì học những cái nào mà nó danh và sắc trước thì nó có ảnh hưởng, thì chúng ta học nắm được cái đó, mình hiểu được danh và sắc rồi đó, khi mình đi vô cái vấn đề mà hành thiền á, thì mình cũng có được chút ít cơ bản để mình tu tập thôi, chứ đâu có gì là lạ. Hoặc là học về phân loại, chương 7 thì học về những cái phân loại về thiện, bất thiện, linh tinh, đủ thứ. Vậy nhưng mà thật sự á, nếu nói cho cùng mà nói một cách chính xác là phải học hết rồi, có gì ai học 1, 2, 3, 4 học, nhưng mà học cái nào trước cái nào sau thôi. Mình thí dụ mình thấy hơi khó quá thì giờ mình học tâm tâm sở trước, cái mình nhảy qua sắc pháp học cho nó nhẹ thở chứ không. Sắc pháp học về phân tích sắc pháp một cách đơn giản thôi, học 28 sắc pháp sao. Nhưng mà sắc pháp mà khi đi vô sâu khó hiểu lắm, nhức đầu lắm, chứ không phải dễ hiểu như tâm đâu. Pháp vô cái lộ sắc khó hiểu lắm. Rồi mình học xong sắc pháp đơn giản đó, là mình học qua trở lại, học trở lại tâm tâm sở phối hợp, rồi sở tâm tâm phối hợp, mình hiểu được cái đó xong rồi mình đi vô tới cái phần linh tinh, tới cái phần mà học về thọ nhân sự môn đối tượng kỳ đức học rồi đó, học đó mình hiểu rồi. Khi mà nắm được rồi cái đi vô lộ định tâm, học lộ định tâm. Thì nói thật ra là muốn nắm được pháp mà để mà đi vô pháp hành được chính xác phải học nhiều lắm vậy, chứ không phải mình nói cho vui thôi, nói vậy thôi, chứ mà học gì chúng tôi học quá trời chưa thấy gì vô bơi như thường chứ đâu có dễ. Thì khó lắm, mà cái tâm mình nó ghê lắm, nó cực kỳ vi tế, nó nhanh, nó lẹ, rất không có đơn giản nhiều. Mình nói chẳng hạn vừa vô mình nói chánh niệm tỉnh giác ghi nhận pháp hiện tại, cái là nói cho vui thôi, nói cho vui. Nhưng mình không nắm được pháp mình vô thành là mình giống như là mình mù rồi voi vậy. Khó lắm, ghê lắm, tâm mình cực kỳ lạ. Mà thứ nhất là cái trí tuệ của mình đủ đủ
cái trí tuệ để mình kịp thời mình phân biệt được đâu là tục đế, đâu là chân đế hay không, đó là cả một vấn đề. Rồi mình có trí tuệ, mình có đủ sáng suốt để mình bắt được cái nguyên nhân mà gần nhất nó phát sinh ra vấn đề hay không, hay là để cho nó đi mất tiêu trời đất, là tâm mình nó đi coi cine, nó đi coi phim, nó đi vòng 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 rồi mình mới trở lại cái mình là à, mình thấy được pháp hiện tại. Thì khi mình a à, mình thấy được pháp hiện tại là nó đi mất tiêu, nó gọn rồi. Nói vậy thôi chứ giờ phải học, học dữ lắm mà học cho nắm được hết pháp. Rồi khi nào mà vậy, khi mà quý vị lên học vậy đó, nghe nói pháp mà nói tới đâu mình cái tâm mình nghĩ ra liền được á, nghĩ ra cái bản nêu chi pháp, rồi nghĩ ra thấy pháp nó hiện lên trước mặt mình. À, khi nào mình nắm được cái đó rồi, mình thấy được nó, ví dụ như chúng ta nói những cái pháp mình học vậy đó, thì nói vậy đó, quý vị thấy liền, quý vị trong đầu mình khởi là liền, thấy pháp nó hiện lên liền. À, tâm nào tâm quả, tâm đạo, người quả, người này kia, nói là cái mình hiểu liền, mình thấy liền. À, đó là khá khá rồi đó. À, cho nên khi mà mình cái tâm mình nó có đầy đủ kiến thức thì học hỏi rồi trí tuệ nó phát sanh được rồi đó. À, khi mình vô hành đó, thì những pháp diễn sanh lên được, trí tuệ mình thấy liền. À, chứ là khó lắm, nói như đâu có dễ. Mình nếu mà dễ thì mình đắc hết trơn rồi, khó lắm, rất là khó. À, nhưng mà khó không có nghĩa là không được. À, chưa biết được nha quý vị. Nhiều khi mình thấy vậy, nhiều người người ta vô người ta đắc liền, không biết được do ba la mật quá khứ họ đã từng học, từng tu vi diệu pháp, họ cũng đã từng mà thuộc lào lào, giờ sanh qua kiếp này quên, nhưng mà khi mà đụng chuyện nhớ lại cái đắc nào cũng hay. Là Đức Phật mới dạy là đừng coi thường đám lửa nhỏ, đừng coi thường cái nhóm lửa nhỏ, đừng coi thường chú bé nhỏ. Đắc thánh đạo hay đó. Ngọn lửa chút xíu có thể cháy nhà, đừng coi thường con rắn nhỏ vậy, em cắn chết chứ bây giờ. Cho nên mình phải biết mỗi cái tâm dưỡng sanh rất là đặc biệt. Nhưng mà thật sự mà nói cho một cách rốt ráo cho cùng, bây giờ mình còn ngồi đây là mình cũng còn cái chớn lắm vậy. Cũng thuộc loại mặt trận tu lết cho vui, giờ này mới còn lang thang đây. Chứ do giờ này là nếu mà còn là mà mình có phước báo, có sự tu tập mạnh trong quá khứ, giờ này mình cũng ở trên núi trong rừng mình luyện mình tu tập, chứ mình đâu ngồi lang thang quậy quọ lên rum rồi giỡn nó dấp đủ thứ, hoặc là đi mua bán đi này kia rồi mở thuyền ghé là đến sông này ghé. Hoặc là đi làm chuyên dân sở này ghé, mình còn yếu lắm, tâm mình còn lang thang dữ lắm, khó. Nhưng mà giờ phải học, giờ mình trước tiên giờ mình muốn có được cái chuẩn tự mạnh, ráng học vì pháp, vì ráng học nắm được cái cơ bản, ít ra mình phải nắm được tất cả những cái căn bản của đó, rồi từ đó mình mới đi sâu vô được. Còn nếu mà không nắm được thôi thì nó tu gì đâu cũng khó lắm. Thời buổi giờ khó, thời buổi người ta kêu là thời buổi ngàn năm thứ ba theo nó đi xuống rồi, xuống cấp rồi, tới ngàn năm thứ tư, ngàn năm thứ năm là coi như rồi Phật giáo tiêu tùng, không ai biết tới. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học với người tam quả thôi, tới đó là người tứ quả, thì kiếp tuần sau mình đắc ha, sau mình học xong mình đắc tứ quả luôn ngay phải ra. Chúc cho tất cả quý vị là tuần sau hai khi mà nghe xong học xong đặt tứ quả hết, tứ đạo tứ quả hết phải ra. Rồi, do phước báo hôm nay mà chúng ta học, nguyện cầu cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo, thêm nữa đừng bao giờ là rơi vào trong làm người lạc vô nhân. À, mà sanh nếu có luân hồi sanh lại làm người làm trời chứng đắc tứ bảo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutani pavena sada sabbhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammani pavena sada sabbhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sankhani pavena sada sabbhi bhavantu te. Om thaya namo tamaya. Rồi xin mời MC lên.
hồi hướng nha. Nam mô. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ như quát ta san san ni ni na ra wa si ni tu pe ka re bo ti ka re ta hi ta hi ta tham ma da re pa wa tu pu chi ta san sin ka ro te ta hi ni na ra ma da re te da cha ma cha na wa ta cha bi ka wo sa ra ni ka đà na bát tì ức ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na phu ta su pi ta pa wa tu te cha la tu cha ye bi cha an ra sam pa wa tan se da cha ta a tha wo pa pa di ca Niya nikam thamma vara patichate sabbe dukkhassa karon dosankhayam anuccitam satang dhammo dhammakaraja buddhala sankho ho dosankhayo va akkhaya ca nitaya ca tamhe dukkhatu Sattamo sabbe di ammacharino uttin sabba bunei yama thamma yuya pavve vitte yam kinchi yusara thamma tatatpam kiriyam mama kayena vaja manasa tirase suratam takatam ye satta Sanyino Atiye Chasatta Asanyino Katang Punya Palang Mayang Sabbe Pagi Pawantute Yetang Katang Suwiditang Dinang Punya Palang Mayang Yeja Ta Achanati Dewa Gantwa Niwe Dayum sắp về dùng cam hi về sắp ta chỉ hoàn ta ra hệ tu ca mang nguồn nhân bồ cha năng sắp về phản tu tham ma về ta sa thi thì đẳng quá ta mê đà à sa quá ta về quá hằng hồ tu à ra ya tề thì đẳng nô thì đẳng hồ tu chúng ta không thể nghe thấy được Vì đàn hôn tôi xuất hiện tại hôn tình nhân Vì đàn hôn tôi xuất hiện tại hôn tình nhân Vì đàn hôn tôi xuất hiện tại hôn tình nhân